Nhận tin báo cha mẹ xảy ra cự cãi đánh nhau, người con trai chạy về nhà tìm kiếm thì phát hiện cha mẹ đều tử vong. Vụ việc vừa xảy ra tại xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Thông tin ban đầu, anh THV, 19 tuổi, nhận được thông tin từ hai người em ruột về việc cha và mẹ là ông TVN và bà LTMT cùng ngụ tại ấp Long Phước, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy đang cự cãi đánh nhau. Tuy nhiên, sau đó mọi người không thấy ông N và bà T đâu. Anh V chạy về nhà tìm kiếm, bơi xuồng đi dọc theo mé sông một lúc thì phát hiện cha tử vong trong tư thế treo cổ. Tiếp tục tìm kiếm, anh V phát hiện thi thể mẹ bên dưới con kênh phía sau nhà.